thấy rõ nè. Lúc nào mà anh ăn quả mà nhớ nhìn vở nghe Nguyên. Ăn trưa chưa? Chưa. Em đang đi học hả? Có à? Được, tương lai còn lên nữa, lại còn xa nữa, mọi người sẽ nhảy cao hơn, mình đang về, cái nào lúc nào về thì để cháu. Cài đúng rồi đó, lên luôn. Biết mấy tháng ngủ chắc ngủ 10 giờ mới dậy. Kiên ơi, chị bà. Chị bà mình dây thua lắm rồi. Làm gì mình nước mắt đang rơi rơi ấy hả? Trong số 2, đây là đội đại diện số 1, Tạ Tô Lê Quân, Nguyễn Ngọc Anh Đi Lạc Bộ Lâu, Trung Giải Lương của Tân Sơn. Trong số 2, Lê Quân, Ngọc Anh, Trung Giải Lương, Trung 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 Trung. Không, tôi đâu có mang giày đâu. Tôi gọi đi coi. Đây, đâu là thấy tôi mặc đồ này đấy hả? Thôi đấy gì? Để nghiên cứu đối thủ bà con. Thời gian đâu biết là bữa quen đấy là mới nhớ chủ nhật chứ không đăng ký rồi. Giờ này đánh như mệt, nó chạy ra như mệt. Thank you.
đi 317 km đấy. Tới không? Tới á. Các bạn đi lấy được những cái tiếp tục hoàn quân của toàn Châu và Tân Nhật Phương Thanh Hiếu và Dũng Hà Minh Tân và Hối hoàn quân của toàn Châu và Tân Nhật Phương Thanh Hiếu và Dũng Hà Minh Tân và Hối phim đăng ký nhóm nhóm 2.